Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở chapter 1046 trước đó là một chapter vô cùng gây cấn và hấp dẫn, gần như tổng hợp lại toàn bộ tình hình diễn biến đang xảy ra ở đảo quỷ Onigashima. Cụ thể là bên trong lâu đài Kaido, nơi đám cháy diễn ra vô cùng lớn, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, từ những người bên phía liên minh Luffy đến những tên lính của băng hải tặc bá thú. Nhắc đến chapter 1046, không thể không nhắc đến màn kết hợp tuyệt vời của cửa hùng bao Raizo và thợ lái tàu bằng mũ rơm Jinbe. Khi đã cùng nhau đưa được nước đến tất cả những góc ngách bên trong lâu đài Kaido, khiến ngọn lửa gần như bị dập tắt. Đến đầu cuối chapter, hình ảnh Luffy như một vị thần cầm sấm sét tấn công tứ hoàng Kaido bá thú khiến các fan vô cùng phấn khích. Tiếp tục với chương một dự đoán thông tin nhanh chapter mới. Chapter tiếp theo 1047 sẽ là một chapter vô cùng bùng nổ nữa xung quanh trận chiến giữa vua hải tặc tương lai Luffy và kẻ được cho là sinh vật mạnh nhất thế giới tứ hoàng Kaido bá thú. Còn như thế nào thì không để các bạn đợi chờ thêm nữa, hãy cùng mình đến với những thông tin diễn biến có thể xảy ra ở chapter tiếp theo 1047 sắp tới này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Đầu tiên tôi xin nói rằng đây là những dự đoán của riêng tôi dựa trên những gì mà tôi đã đọc và tìm hiểu. Nó không phải là một thông tin chính thức và bạn cũng sẽ có những dự đoán của riêng mình, và cho nên bạn có thể bỏ qua video này ngay tại đây nếu không thích điều đó. Nếu như nhìn vào tình hình cũng như diễn biến của chapter 1046 trước đó thì theo tôi, chapter tiếp theo 1047 sẽ đề cập tới những nội dung chính sau. Đầu tiên, thứ mà tôi quan tâm nhất chính là ảnh bìa của cover story chapter này. Với việc hai bóng đen xuất hiện tại hòn đảo Sakura của Pudding trong chapter trước, nó làm tôi khá tò mò và háo hức chapter tiếp theo 1047. Trong video phân tích chapter 1046, tôi cũng đã có dự đoán rằng chắc có thể đó là những thành viên trong băng hải tặc Rau Đen theo lệnh của tứ hoàng Rau Đen đến đậu bánh để lấy phiến đá đỏ từ tứ hoàng Big Mom. Vậy cho nên tôi mong chờ ảnh bìa chapter tiếp theo để Oda làm sáng tỏ chi tiết này. Quay trở lại với nội dung chính của chapter, diễn biến đầu tiên đó chính là Yamato hướng dẫn Momonosuke tạo ra hoa văn nhóm Kaido để giữ thăng bằng cho đảo quỷ Onigashima. Đây được xem là việc cấp bách cần phải thực hiện ngay lập tức trong chapter tiếp theo 1047 này, bởi theo lời Yamato đã nói trong chapter 1046 thì hoa văn của Kaido đang dần biến mất. Vậy cho nên hiện tại dù có muốn hay là không thì Momonosuke phải làm cho được điều này, tạo ra được hóa văn giống Kaido để có thể giữ thăng bằng cho đảo quỷ. Nếu như không làm được, Wano sẽ bị hủy diệt. Với những lời mà Yamato đã chỉ dạy Momonosuke nắm lấy hóa văn để bay trong chapter 1027 thì rất có thể chapter tiếp theo 1047, tức cách đúng 20 chapter, thì Yamato tiếp tục sẽ là người chỉ dạy Momonosuke tạo ra được hóa văn giống Kaido. Với việc Oda rất thích chơi đùa với các con số thì điều này hoàn toàn có thể. Diễn biến tiếp theo chính là trận chiến của Luffy và tứ hoàng Kaido bá thú. Với việc cầm sấm sét tấn công Kaido thì có thể thấy giờ đây Luffy đang thật sự thăng hoa với sức mạnh của mình, với trí tưởng tượng phong phú kết hợp cùng với Gear 5, cùng với đó là tiếng trống của sự giải phóng hòa chung với nhịp tim của Luffy, thì giờ đây Luffy thật sự sẽ gây khó khăn cho Kaido, thậm chí Luffy sẽ khiến Kaido tổn thương rất nhiều. Ngoài ra theo tôi, với việc sở hữu năng lực trái quỷ trong thần thoại thằng mặt trời Nika thì Luffy sẽ tạo ra được vũ khí để chiến đấu với cai trị của Kaido. Và bạn thấy có điều gì đặc biệt không? Vũ khí của thằng mặt trời Nika trong trí tưởng tượng của Hít Hù là một hòn giáo, và cho nên quý vị có thể cầm được sấm sét trong chapter trước thì rất có thể trong chapter tiếp theo này Luffy sẽ biến thanh sét đó thành ngọn giáo để chiến đấu với Kaido. Điều này là hoàn toàn có thể. Còn về phần tứ hoàng Kaido bá thú, với vẻ mặt tỏ vẻ sự thích thú khi Luffy cầm tia sét hướng về phía mình cuối chapter trước, thì giờ đây là lúc Kaido thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình. Hiện tại Kaido vẫn đang trong trạng thái của chiêu thức tử lần bát quái, bao gồm tám nhân cách khác nhau. Với việc đã sử dụng hết 7 nhân cách thì giờ đây tứ hoàng Kaido bá thú vẫn còn một chiêu thức nữa. Nó được xem như một chiêu thức cuối cùng trong chiêu thức tử lần bát quái của tứ hoàng Kaido bá thú, và tôi tin rằng nó sẽ vô cùng đáng sợ. Vì trước đó trong trạng thái tuy sắc thể chỉ với một chì, Kaido đã khiến Luffy bất tỉnh và bị đánh bại hoàn toàn. Ngoài ra theo tôi, Kaido sẽ hồi tưởng về bậc chế độ quỷ Oni chiến đấu với Luffy. Đây được xem là điều mà các fan mong chờ nhất ở tứ hoàng Kaido bá thú hiện tại, dòng máu quỷ Oni chảy bên trong cơ thể của Kaido. Trong chapter 1025 trước đó, với những lời dạy dỗ của Kaido dành cho đứa con gái của mình Yamato, Kaido đã tự nhận mình gọi là quỷ Oni khi gọi Yamato là con của quỷ. Và tôi khá chắc chắn rằng trong One Piece cũng sẽ có một chủng tộc được gọi là quỷ như Kaido và Yamato, tương tự như tộc Min và Lunaria của King. Khi mà tộc Min và Lunaria của King đều là những chiến binh mạnh mẽ, và cho nên sẽ không có gì là bất ngờ nếu như tộc quỷ Oni của Kaido cũng như vậy. Và đó có thể trong một vài chapter sắp tới, hoặc ngay trong chapter tiếp theo 1047, chúng ta sẽ đến với những thông tin về tộc quỷ Oni của Kaido. Bởi nếu để ý mà sẽ thấy mỗi lần Kaido bị thương hay đổ máu thì tứ hoàng Kaido bá thú tỏ ra vô cùng hung dữ. Và theo tôi, máu chính là thứ kích thích duy nhất của sức mạnh quỷ Oni bên trong cơ thể của tứ hoàng Kaido bá thú, kể cả đối thủ có là đứa con gái của mình Yamato. Diễn biến tiếp theo, công chúa Hiyori xuất hiện trở lại cùng với tên thiếu nhân Orochi. Trong chapter 1046 trước đó, sau màn kết hợp tuyệt vời của cửa hùng Raizo và thợ lái tàu bằng mũ rơm Jinbe đưa nguồn nước đến tất cả ngóc ngách bên trong lâu đài Kaido, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến việc tên thiếu nhân Orochi sẽ được giải cứu nhờ vào nguồn nước này. Và cho nên rất có thể chapter tiếp theo 1047, Oda sẽ đưa chúng ta đến với những diễn biến liên quan đến công chúa Hiyori và tên thiếu nhân Orochi. Với những gì xảy ra trong chapter 1044, trong cảm xúc tột cùng của sự đau khổ khi nhớ về người cha quá cố của mình Kosuke Oden, công chúa Hiyori đã tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, thì viễn cảnh tên thiếu nhân Orochi bị sư tử sẽ không còn xa nữa. Bởi rất có thể sau khi được nguồn nước dập tắt ngọn lửa do con yêu quái lửa Kaizenbo thiêu đốt, bằng một cách nào đó
tên tiểu nhân Orochi sẽ biến thành hình dạng Zon bắt đại kỳ xạ của mình. Bởi tôi không tin Oda cho Orochi ăn trái quỷ Zon thần thoại một cách lãng phí như vậy được. Diễn biến cuối cùng, sự xuất hiện trở lại của Azirazuji và Denjiro. Trong video dự đoán của những chapter trước, tôi đã đề cập đến những nhân vật này, nhưng Oda vẫn chưa cho lên sóng trở lại. Một lần nữa, tôi hy vọng chapter tiếp theo 1047 này, Azirazuji cùng với Denjiro sẽ xuất hiện trở lại. Với việc nguồn nước của cửa hùng Paradiso được thời lái tàu của băng búa rơm Jinbe đưa đến một góc cách bên trong lâu đài Kaido, thì tôi hy vọng trong chapter tiếp theo này, chúng ta sẽ đến với tất cả tình hình các nhân vật đang có mặt ở đảo quỷ Onigashima. Và Azirazuji và Denjiro chính là người mà tôi mong chờ nhất xuất hiện trở lại trong chapter tiếp theo này. Trên đây là một vài dự đoán về những diễn biến có thể xảy ra ở chapter tiếp theo 1047 sắp tới. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.